Nó ra mà làm rơi điện thoại hả bông? Ừ. Rơi nó vỡ điện thoại rồi. Vỡ mà cái điện thoại kia rồi. Em bông làm vỡ điện thoại của con. Nói thì lờ 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 đi. Không phải mèo. Biết lỗi chưa? Ừ. Xin lỗi đi, con xin lỗi bố đi. Con xin lỗi à. Xin lỗi đi. Biết lỗi chưa? Biết rồi à. Thế. Khóc thì khóc đi. Mắt rồi. Khoanh tay vào. Khoanh tay vào. Khoanh tay vào. Khoanh hai tay vào. Ạ à đi. Ạ à chưa? Ạ à chưa? Ạ à thì không tha lỗi cho đâu nhá. Ạ à chưa? Ạ à đi, con ạ à đi. Ạ à đi rồi mới lên với bác. Đi. Ạ à đi. À đi. À. Mấy bây giờ lấy cái gì mà chơi nữa hả? À chưa. À đi. À chưa. À đi lấy tha lỗi cho đấy nhá. Không phải đâu chị không tha đâu nhá. Còn chị sốc nữa, lúc nào cũng xem điện thoại, iPad. Hồi con nhỏ con hai làm vỡ bốn cái điện thoại của bố mẹ bao nhiêu lần rồi. À chưa. Cả ông bà. À đây, nhanh lên ạ, bố quăng tay vào ạ à, đi, nhanh lên. Đâu thì phải vỡ đâu. Đây em để ở kìa. Đấy, vỡ hết màn hình rồi.